bắt nguyên giám đốc, phó giám đốc và kế toán trưởng bệnh viện Bạch Mai. Trung Quốc tiếp tục phớt lờ phán quyết của tòa trọng tài thương trực về biển Đông. Phòng nghiên cứu Huawei ở miền Nam Trung Quốc cháy lớn. Ấn Độ tăng cường hải quân chống lại sự bành trướng của Trung Quốc. Đảng Dân chủ chuẩn bị giới thiệu dự luật giới hạn nhiệm kỳ thẩm phán của tòa án tối cao Hoa Kỳ xuống còn 18 năm. Báo cáo, Trung Quốc phá bỏ hàng nghìn nhà thờ hồi giáo ở Tân Cương. Mỹ công bố video tập trận thực chiến gửi thông điệp mạnh mẽ. Quý vị khán giả đang theo dõi mục Điểm tin sáng thứ bảy ngày 26 tháng 9 của DKN TV. Tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Báo Tuổi Trẻ hôm 25 tháng 9 đưa tin, cơ quan cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Quốc Anh, nguyên giám đốc bệnh viện Bạch Mai, ông Nguyễn Ngọc Hiền, nguyên phó giám đốc bệnh viện và bà Trịnh Thị Thuận, nguyên kế toán trưởng để điều tra vì liên quan đến vụ án nâng khống giá thiết bị y tế, ăn dày trên lưng bệnh nhân. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình C03 mở rộng điều tra vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại bệnh viện Bạch Mai, công ty cổ phần công nghệ y tế BMS và các đơn vị có liên quan. Ông Quốc Anh và ông Ngọc Hiền là lãnh đạo bệnh viện thời điểm công ty BMS và bệnh viện Bạch Mai thực hiện liên doanh liên kết, đưa nhiều thiết bị máy móc vào sử dụng điều trị cho bệnh nhân theo chủ trương xã hội hóa. Kết quả điều tra bước đầu xác định có một số cá nhân tại công ty BMS có hệ thống robot được nhập khẩu có giá trị 7,4 tỷ đồng bao gồm cả VAT. Tuy nhiên, các bị can câu kết nâng khống lên 39 tỷ đồng hợp thức bằng chứng thư thẩm định giả không có giá trị pháp lý. Giá hệ thống robot là 7,4 tỷ đồng, chi phí khấu hao máy cho mỗi ca bệnh là 4 triệu đồng, nhưng với giá được khai thì người bệnh phải chi trả 23 triệu đồng trên ca, chênh lệch 18 triệu đồng. Từ năm 2017 đến năm 2019, có hơn 500 ca bệnh sử dụng thiết bị này, số tiền chênh lệch hưởng lợi chiếm đoạt của người bệnh là 10 tỷ đồng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, trong tháng 10 năm 2020, Bắc Bộ và Trung Bộ có thể chịu ảnh hưởng của khoảng 4 đến 5 đợt không khí lạnh, gây ra các đợt mưa rào và rông trên diện rộng. Trung tâm cũng dự báo có khoảng từ 2 đến 3 xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông tập trung vào tháng 10 và có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Sau khi tổng thống Rodrigo Duterte hôm 23 tháng 9 trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc nhắc đến chiến thắng của Philippines về phán quyết của tòa trọng tài thường trực năm 2016 có trụ sở tại Hà Lan, bác bỏ yêu sách đường chín đoạn của Bắc Kinh đối với gần như toàn bộ biển Đông, Trung Quốc hôm 25 tháng 9 một lần nữa phớt lờ phán quyết này. Trang tin ABS-CBN của Philippines cho biết, trong một diễn đàn trực tuyến được tổ chức bởi Hiệp hội Hiểu biết Philippines Trung Quốc (APCU), đại sứ Trung Quốc tại Philippines Triệu Giám Hoa đã trích dẫn, sự đồng thuận được cho là đạt được giữa tổng thống Duterte và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để giải tỏa các tranh chấp trên biển và quản lý tình hình thông qua đối thoại và hợp tác. Triệu Giám Hoa nói rằng Quan điểm của Trung Quốc về cái gọi là phán quyết trọng tài đã rất rõ ràng. Chúng tôi không chấp nhận và chúng tôi không công nhận cái gọi là phán quyết này. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng chúng tôi nên đóng chương cũ và gác lại những khác biệt. Phòng nghiên cứu Huawei ở thành phố Đông Hoản, Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc đã bốc cháy hôm thứ Sáu ngày 25 tháng 9. Những hình ảnh từ hiện trường cho thấy cột khói đen lớn bao phủ tòa nhà của Huawei. Đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết, trên tài khoản Weibo chính thức rằng các nhân viên cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường và đám cháy đã được kiểm soát, không có thương vong được báo cáo. Cơ quan cứu hỏa thành phố Đông Hoản cho biết, cơ sở Huawei bị bốc cháy nằm ở khu vực Hồ Tùng Sơn, là một tòa nhà kết cấu thép và vật liệu chính bị cháy là bông. Huawei có trụ sở chính tại thành phố Thâm Quyến gần đó. Cơ sở ở Đông Hoản có các văn phòng cho khoảng 25.000 nhân viên. Huawei chưa đưa ra phản hồi về vụ việc. Ngoài tăng cường phòng thủ dọc biên giới với Pakistan và Trung Quốc, Ấn Độ đang đặt mục tiêu tăng cường năng lực hải quân và tăng cường hợp tác với các nền dân chủ cùng chí hướng để chống lại âm mưu bá quyền ngày càng tăng của Trung Quốc ở châu Á. Theo World Street Journal, Ấn Độ đang gia tăng các cuộc tập trận hải quân chung với Mỹ và các đồng minh trong khi đóng mới thêm nhiều chiến hạm và thiết lập mạng lưới tiền đồn, giám sát ven biển, cho phép nước này giám sát giao thông hàng hải ở Ấn Độ Dương. Ấn Độ Dương kết nối Trung Quốc với các nguồn cung cấp dầu và khí đốt chính ở Trung Đông và các thị trường quan trọng ở châu Âu. Dù hải quân Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng, nhưng khả năng hoạt động xa nhà vẫn còn hạn chế. Vào tháng 7, nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm USS Nimitz của Mỹ đã tổ chức các cuộc tập trận chung với Hải quân Ấn Độ gần quần đảo Andaman và Nicobar của Ấn Độ. Theo báo cáo, năm 2016, Ấn Độ đã ký một thỏa thuận hậu cần với Mỹ để giúp hải quân hai nước thăm các cơ sở cảng của nhau và tiến hành các cuộc tập trận chung. Kể từ đó, New Delhi đã ký các thỏa thuận tương tự với Pháp, Hàn Quốc, Australia và Nhật Bản vào đầu tháng này. Theo Wall Street Journal, Hải quân Ấn Độ sở hữu một hàng không mẫu hạm và đang đóng một chiếc khác, trong khi nước này cũng có 30 tàu chiến cỡ lớn và một hạm đội tàu ngầm chiến lược và chiến thuật. Trung Quốc hiện có khoảng 90 tàu chiến cỡ lớn, bao gồm hai hàng không mẫu hạm và một chiếc thứ ba dự kiến hoàn thành vào năm 2023. Văn phòng tự do Internet OIF Trực thuộc Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ USAGM là một cơ quan có mục tiêu chính là giúp người Trung Quốc vượt qua từng lửa của Đảng Cộng sản Trung Quốc để tìm hiểu sự thật, đến với thế giới tự do. Cơ quan này đã bị đóng cửa vào năm 2016. Theo báo cáo của South of Hope, hôm 24 tháng 9, sau khi chính quyền Tổng thống Trump thay đổi lãnh đạo của Bộ phận Truyền thông, văn phòng này đã được khởi động trở lại gần đây. Trên thực tế, chính phủ Hoa Kỳ đã thành lập quỹ công nghệ mở (OTF) là một quỹ đặc biệt để giúp người Trung Quốc vượt qua thành trì tường lửa từ 10 năm trước. Tuy nhiên, quỹ chưa phát huy tác dụng dưới thời ban lãnh đạo USAGM trước đó. Các nghị sĩ dân chủ tại Hạ viện sẽ giới thiệu một dự luật vào tuần tới để giới hạn nhiệm kỳ của các thẩm phán tòa án tối cao Hoa Kỳ xuống còn 18 năm. Vị trí này hiện tại được bổ nhiệm trọn đời. Dự luật mới mà Reuters tiếp cận được cho phép tổng thống đề cử hai thẩm phán mỗi nhiệm kỳ 4 năm. Dự luật được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị gia tăng khi tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump chuẩn bị công bố lựa chọn thứ ba của mình cho một vị trí thẩm phán tòa án tối cao sau khi thẩm phán Ruth Bader Ginsburg qua đời vào ngày 18 tháng 9 và chỉ còn 40 ngày nữa là đến cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 24 tháng 9 đã công bố kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho người dân Mỹ, trong đó tập trung vào việc cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt hơn, nhiều lựa chọn hơn với mức chi phí thấp hơn. Epoch Times trích phát biểu của tổng thống Trump ở Charles, Bắc California hôm 24 tháng 9 khi thông báo về kế hoạch mới rằng theo kế hoạch chăm sóc sức khỏe, người Mỹ là trên hết. American First Chúng tôi sẽ đảm bảo tiêu chuẩn chăm sóc cao nhất so với bất kỳ nơi nào trên thế giới." Tổng thống Trump nói thêm, "Kế hoạch của tôi nhằm mở rộng các gói bảo hiểm vừa túi tiền, giảm chi phí thuốc kê đơn, tăng tính công bằng thông qua giá cả minh bạch, tính gọn bộ máy quan liêu, tăng tốc đổi mới, bảo vệ mạnh mẽ chương trình bảo hiểm sức khỏe Medicare." Theo báo cáo của Viện Chính sách Chiến lược Úc, ASPI được hãng tin AFP trích dẫn, chính quyền Trung Quốc đã phá hủy hoặc làm hư hại khoảng 16.000 nhà thờ Hồi giáo ở Tân Cương trong những năm gần đây. Báo cáo dựa trên hình ảnh vệ tinh ghi lại hàng trăm địa điểm linh thiêng và mô hình thống kê. Báo cáo cho biết, hầu hết các vụ phá hủy đã diễn ra trong 3 năm qua và ước tính khoảng 8.500 nhà thờ Hồi giáo đã bị phá hủy hoàn toàn, tập trung ở các trung tâm đô thị Urumqi và Kasgar. Theo nghiên cứu, nhiều nhà thờ hồi giáo tuy thoát khỏi sự phá hủy nhưng đã bị dỡ bỏ mái vòm và tháp, ước tính có ít hơn 15.500 nhà thờ hồi giáo bị hư hại còn sót lại xung quanh Tân Cương. Nếu đúng, đây sẽ là số lượng nhà thờ hồi giáo thấp nhất trong khu vực kể từ thập kỷ biến động khủng khiếp do cuộc vận động cách mạng văn hóa vào những năm 1960. Một cuộc điều tra của AFP năm ngoái cho thấy, hàng chục nghĩa trang đã bị phá hủy trong khu vực, để lại xác người và gạch từ những ngôi mộ vỡ nằm rải rác trên đất. Trong khi đó, chính quyền Trung Quốc lại khẳng định cư dân Tân Cương được hưởng tự do tôn giáo đầy đủ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuần trước cho biết có khoảng 24.000 nhà thờ hồi giáo ở Tân Cương, con số tính theo đầu người cao hơn nhiều nước hồi giáo. Báo cáo hôm thứ Sáu được đưa ra một ngày sau khi ASPI cho biết họ đã xác định được một mạng lưới các trung tâm giam giữ trong khu vực lớn hơn nhiều so với ước tính trước đó. Các nhóm nhân quyền cho biết hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác đã bị giam giữ trong các trại ở Tân Cương với việc người dân bị cưỡng ép từ bỏ các hoạt động truyền thống và tôn giáo. Tuy nhiên, Trung Quốc bác bỏ cáo buộc và nói rằng các trại của họ là trung tâm đào tạo nghề. Theo trang web World Defense, những ngày gần đây cuộc diễn tập quân sự thực chiến hai năm một lần, lá chắn dũng cảm Valiant Seer của Hoa Kỳ vừa được khởi động ở phía Tây Thái Bình Dương gần quần đảo Guam và Mariana. Có hơn 100 máy bay chiến đấu và 11.000 lính gồm các binh đoàn hải quân, bộ, không và thủy quân lục chiến đã tham gia cuộc tập trận này. Trong cuộc tập trận, các hình ảnh và video về cảnh tàu tuần dương phóng tên lửa tấn công đất liền Tomahawk và máy bay phóng tên lửa Super Hornet đã được tung ra, chỉ huy tàu chiến trong cuộc tập trận nói rằng họ có khả năng bảo vệ lợi ích chung của cả khu vực châu Á Thái Bình Dương, giới phân tích cho rằng tín hiệu của quân đội Hoa Kỳ là khá mạnh mẽ. Hạm đội Thái Bình Dương ra thông cáo báo chí cùng hình ảnh vào ngày 22 tháng 9 theo giờ địa phương cho thấy, tuần dương hạm USS Antietam đã phóng thành công tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk trúng mục tiêu một hòn đảo hoang ngoài khơi đảo Guam. Hôm 20 tháng 9, hạm đội Thái Bình Dương đã đăng một đoạn video trên trang Facebook của họ về việc máy bay tiêm kích Super Hornet phóng tên lửa trên không sau khi cất cánh từ tàu sân bay Reagan. Hạm đội Thái Bình Dương cũng cho biết, trong cuộc diễn tập ngày 18 tháng 9, máy bay chiến đấu, tàu chiến và tàu ngầm Hoa Kỳ đã kết hợp triển khai hành động, đánh chìm thành công một tàu chiến. Gần đây, quân đội Trung Quốc cũng liên tục thực hiện các cuộc tập trận quân sự thực chiến, vài ngày trước, 19 máy bay quân sự của Trung Quốc đã hoạt động ở phía đông đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan, được các nhà phân tích cho là hành vi khiêu khích của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc giành được chính quyền vào năm 1949, tín ngưỡng tâm linh là một trong những mục tiêu đàn áp chính của Bắc Kinh. Các nhà chức trách của Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục bắt giam và làm mất tích các linh mục và giám mục Công giáo từ chối gia nhập các nhà thờ do chính phủ kiểm soát. Các báo cáo gần đây chỉ ra rằng các giáo sĩ chọn ở ngoài quỹ đạo của Hiệp hội Công giáo yêu nước Trung Quốc, viết tắt là CPCA, đã bị chính quyền quản thúc tại gia hoặc mất tích. Đối với những người công giáo, các tín hữu đã bị chia rẽ. Một bên là những người muốn đi theo Vatican và phần còn lại là những người chọn theo quỹ đạo của CPCA do chính phủ kiểm soát. Hai năm trước, Đảng Cộng sản Trung Quốc và Vatican đã ký kết một thỏa thuận tạm thời về việc bổ nhiệm các giám mục tại Trung Quốc. Mặc dù các điều khoản của thỏa thuận đã được giữ bí mật, nhưng có vẻ như Vatican đã đồng ý rằng CPCA sẽ đề xuất các linh mục cho vị trí giám mục và giáo hoàng chọn trong danh sách đó để bổ nhiệm. Theo UCA News, theo thỏa thuận gây tranh cãi giữa Rome và Bắc Kinh, các giáo sĩ ngầm, tức những người không tham gia CPCA, được khuyến khích gia nhập giáo hội hoặc nhà thờ nằm dưới sự quản lý của chính quyền Trung Quốc. Điều này cho thấy chính phủ đang thao túng toàn diện CPCA. Mặc dù vậy, nhiều giáo sĩ ngầm vẫn dứt khoát từ chối quỹ đạo của CPCA. Trước tình hình này, Vatican nói rằng một số giáo sĩ có thể chọn không tham gia CPCA vì lý do lương tâm. Tuy nhiên, những người chọn độc lập với Đảng Cộng sản Trung Quốc thấy quyền tự do tín ngưỡng của họ bị đe dọa. Một linh mục ở giáo phận huyện Yujian, tỉnh Giang Tây nói với Peter Winter rằng ông đã bị giới chức địa phương triệu tập 3 lần chỉ trong 2 tuần. Họ nói với tôi rằng tôi sẽ bị cấm cử hành thánh lễ nếu tôi từ chối tham gia CPCA, vị linh mục cho biết. Họ thậm chí còn đe dọa sẽ trừng phạt tôi theo luật an ninh quốc gia nếu tôi làm vậy. UCA News cũng trích dẫn trường hợp của giám mục Lưu Sinh Bình ở thành phố Nam Kinh, thủ phủ của tỉnh Giang Tô bị cấm cử hành thánh lễ và bị quản thúc tại gia. Tại tỉnh Phúc Kiến, linh mục Lưu Mao Chun của giáo phận Minh Đông đã bị văn phòng các vấn đề tôn giáo bắt giữ. Theo Asia News, sau khi mất tích vài tuần, ông Lưu đã trở về nhà vào ngày 18 tháng 9. Tin tức về các linh mục bị quản thúc được đưa ra chỉ vài ngày trước khi thỏa thuận giữa Vatican và Đảng Cộng sản Trung Quốc hết hạn vào tháng 10. Kể từ khi Vatican ký thỏa thuận với Bắc Kinh, nhiều linh mục đã tố cáo sự sách nhiễu của chính quyền vì họ từ chối gia nhập CPCA. Thậm chí đã có hàng chục báo cáo cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trực tiếp phá bỏ các nhà thờ của những tín đồ không gia nhập CPCA. Bản tin sáng thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 của DKN TV đến đây tạm dừng. Chương trình của chúng tôi luôn hướng đến những giá trị đạo đức chân chính và truyền thống. Chúc quý vị một ngày mới tốt lành! hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo